Em Đức Hải Dương xin chào bác nhá. Mới nhất trong cái ngày hôm nay, em Đức Hải Dương lại tiếp tục về thêm cái mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Thì sau đây em Đức sẽ cùng quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ lái đi một khung đường độ tầm 2-3 cây để cho các bác cảm nhận được cái chiếc xe Kia nhập cho các bác nhá. Mẫu này thì không có taxi, taxi gì cả các bác nhá. Xe gia đình. Đấy. Sản xuất năm 2010. Một chủ thứ mới luôn anh em nhé. Với hộp số tự động này thì đã được trang bị hộp số tự động 6 cấp rồi, zig zag rồi anh em nhé. Điều hòa ô tô này. Và sau đây em sẽ lái cung đường, trải nghiệm cung đường. Đây, máy thì máy mới anh em nhé. Máy Eco. Đó. Gầm bệ rất chắc chắn luôn anh em. Đấy. Đi vào những ổ gà ổ ghiếc không có gọi là tiếng động hay là rung lắc hay kêu cái gì anh em nhé. Đấy. Máy ngon, điều hòa mát, gầm bệ chắc chắn. Máy mới anh em ạ. Máy Eco đây anh em ạ. Đấy. Được trang bị túi khí an toàn này, phanh ABS. Nói chung quy này cái mẫu xe mà bản hatchback, thì thường đây nó gọi là bản hatchback anh em ạ. Thì cũng đấy, em được thả tay các bác ạ. Chạy cực kỳ ngon luôn. Cây gọi là trong cái khu đông dân cư quá là ngọt con anh em nhé, ngọt ngào luôn. Đấy, em kiếm ra hóng rồi, chị em phụ nữ thì bao giờ chạy cũng bốc lửa hơn. Đấy. Trên đây các bạn, cầm nồi ở trên này, đó, còn đây, rất tiện lợi, rất đa dụng, rất dễ sử dụng luôn. Rồi thì đang lố máy thì em cũng cho các bác xem bộ phận động cơ luôn thể. Cái mẫu này được trang bị điều hòa ô tô anh em ạ. À. Cái này vặn to thì cái nhiệt độ sẽ tăng lên anh em nhé. Đấy, sẽ tăng lên. Còn chúng ta chạy cho nhỏ đi thì nhiệt độ sẽ xuống thấp anh em nhé. Đấy, nhưng chế độ điều hòa ô tô nó hơn cái điều hòa thường ở chỗ đấy anh em nhé. Em Đức sẽ cho các bác xem cái khoang động cơ trước. Còn tí quay lên cái phần ngoài sau. Đây nha.
máy móc là nguyên zin anh em nhé, máy ngóc móc là nguyên zin luôn đấy. À, quay qua phần bằng máy anh em tâm luôn. Chốt được này. Thì trước màn nhỏ của anh chị và các bạn đây là cái mẫu Kia. Em mới được sản xuất năm 2010 anh em nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Giá thì 223 triệu. Bao rút hồ sơ cho anh em và cũng chứng ủy quyền. Ngồi bên trong bật điều hòa sốc mũi. Xe rất đẹp luôn. Anh chị và các bạn mà chúng ta muốn xem trực tiếp cái mẫu Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất năm 2010, đăng ký lần đầu tại Việt Nam 2011, thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên, Vinh Môn, Hải Dương, hoặc là ga Vũ Thái, Kim Thành, Hải Dương, trên trục đường 5 hướng Hà Nội, Hải Phòng các bác nhé. Cái phần cabo nó hơi bị chắc nó bị kẹt cái dây giặt nên em chưa đóng được. Đấy. Và bên ngoài thì các bác mua về cũng sẵn đổ xăng thôi. Xe rất đẹp luôn anh em nhé. Nó bị kẹt cái lớp quá nhau. Đấy. Anh em nhé. Đây. Đấy. Rất sắc nét luôn. Đã được trang bị gương tích hợp xi nhan và nhà BS anh em nhé. Giá rất bình dân thôi. Cái mẫu này thì không taxi taxi gì anh em nhé. Thì sơ bộ thì cái dòng này thì nó đồ đoàn rất rẻ anh em ạ, rẻ luôn. Kia Morning mà tầm bệ chắc chắn không mùng mòn. Tem anh em ạ, tem sản xuất 2010 các bác nhé, để nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Thế ra đây, trang bị thu phí an toàn, bánh ABS.
cánh cửa của nó đây các bác này. ...2010 nhập khẩu nguyên chiếc. Cao chỉ các bác này. Xe thì còn rất đẹp luôn. Cao chỉ bên trong các bác này. Trần lì nguyên chiếc luôn anh em ạ, trần lì nguyên chiếc, trần lì. Ghế da trần lì các bác nhé. Đây, cột kèo đinh tán rồi đây các bác. Giá 223 triệu. Gặp Đức bán bao báo giá bán bao nhiêu tiền thì đăng nói luôn các bác nhá. Chứ không có gọi là đăng lên bỏ mấy chục triệu hay bao tiền mấy anh em ấy nó làm câu like câu view thì không tính. Đây các bác. Riêng thằng Kia thì nó có rất đặc biệt. Các bác nhìn này. Cấp xuống cái ghế rộng. Dây điện thì đó, cái này trước kia chắc là loa súp gì đây anh em, loa đài gì đây này. Đấy, khoang cốp vào đây. Cam nuôi đầy đủ hết nha các bác nhé. Đức xoay qua gầm sẹ gầm bẹ các bác xem. Đấy. Riêng gầm bẹ của Kia thì không có điểm gì để chê anh em, không có điểm gì để chê. Gầm bẹ Kia nó cực đẹp luôn. Giá 223 triệu anh em nhá, bao rút hồ sơ. Đấy. Bao rút hồ sơ cho anh em. Hoặc công chứng ủy quyền. Các bác muốn công chứng ủy quyền đừng mà muốn rút hồ sơ cũng được. Đấy. Đây cả biến lùi đằng sau thì nó có hai thanh. Đây một cái, đây một cái là hai. Và camera lùi. Gạt mưa sau các bác này, gạt mưa sau à. Ui. Khá là bụi luôn. Đấy. Còn đây là cái vòi phịt nước. Vòi phịt nước này. Đấy. Xe thì không lỗi nầm gì anh em nhé. Keo chỉ thì zin hết luôn. Không lỗi nầm gì. Nếu mà tầm tiền mà súp rộng thì chỉ có dòng Kia này hơn 200. Đời 2010, 2011 thì trên thị trường bán thì nói chung quy lại là cũng khá là nhiều. À, keo chỉ ở đây các bác này, keo chỉ đây. À, cái vòi voi anh em, vòi voi này. Bốn tắp bi đều bằng lý hết anh em, bốn tắp bi đều lý hết. Xe thì không có gì để chê anh em ạ. Đấy, giá thì 223 triệu bao rút hồ sơ cho các bác. Đấy. Có lọc lá anh em nhé. Có lọc lá.
thật quá đẹp luôn anh em. Phần gài gốc của nó anh em, xe nó không taxi, xe gia đình luôn anh em, xe gia đình xịn đấy. Xe thì cũng rất là đạt, rất đều, rất đều xe, rất đều xe anh em nhé. Cộng sản Kia đây các bạn, cộng sản Kia đây. Đấy. Đăng kiểm mới đến tháng 4 năm 22 các bác nhá. Đăng kiểm là dán quá cao, dán thấp xuống đây cho sáng. Dán cao quá. Đôi khi không nhìn thấy gì. Đó. Đó, em được AC sơ bộ qua cái bộ lốp của nó đây, lốp trước đây. Trước rồi các bạn ạ. Thường thì xe Việt Nam thì nó không có cái body, không có cái body này anh em, không có body kit này. Đấy, cú lốp này các bạn. Cú lốp vào đây, chưa có mọt anh em nhé, chưa cú lốp chưa mọt. Cú lốp chưa mọt. Cú lốp chưa mọt thế nào luôn. Đấy. Giá thì cũng rất là phù hợp cho cái mẫu này, thì rất phù hợp cho anh em nào mà mua cho vợ hoặc mua cho người yêu. Thì nó rất là vừa khuôn tiền. Nếu bác nào mua cho người yêu, tặng người yêu con này thì quá đẹp luôn. Đấy, không có gì để chê. Form thì form mới rồi. Và sau đây em sẽ kết thúc video. Hẹn anh chị và các bạn những video clip lần sau. Các bác muốn xem xe thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc cao tốc Kim Thành, Hải Dương, trên trục đường 5 hướng Hà Nội, Hải Phòng. Và anh chị và các bạn liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0975 567 089 để được tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất năm 2010 này. Đấy, anh chị và các bạn xem video lần đầu thì cũng nhớ bấm nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những mẫu xe mà hiện tại bên em Vức đang chào bán bên cửa hàng. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhá.